¿Qué llaman, güey? Aquí estamos a meter o adubo no coisa. Na jingoba aqui. Olha, Chinchão, tem que acabar. Estamos a meter o adubo na jingoba. Sim. E vamos a juntar a terra hoje. Porque temos excelente solo forte, que está bom também. A terra está molhada. Acho que vai nos dar favor, é bom. A Vila, vai chamar a Juca aí. Oh, Chinchão, Mangonha. Hoje temos o trabalho de meter o estrumo na jingoba. E a juntar a terra. E vamos trabalhar o duro para ver se acaba hoje. Ok, xin chào mọi người nhé, mình là Quyết Bodito đây. Hôm nay xuống gặp các bạn ấy đang chuẩn bị làm ở trên này. Thế là tranh thủ lên làm cameraman cho các bạn một tí. Nhưng mà trời nắng quá mọi người. Mọi người trông này, mồ hôi mồ kê của mình này vã ra rất là nhiều. Vừa làm cameraman cho các bạn ấy một tí, thế xong là để bảo cho các bạn ấy kiểm tra. Nói chung là kiểm tra xem các bạn ấy làm có ok không nhé mọi người nhé. Đây là cái vườn lạc nhà các bạn ấy ra hoa cũng đã khá là rộ rồi. Còn ở bên này thì ngô lên cũng khá là tốt. Hôm nay không có tông ở đây mọi người. Tông thì lúc nãy vợ xuống dưới này gọi về đột xuất là mẹ vợ bị mất. Thế nhưng mà phải đi xuống dưới huyện cũng khá xa đấy. Nên là hôm nay chỉ có 3 người làm ở đây thôi. Thì kéo Nelson sang bên này làm chung với Maria và Antonio. Thế xong rồi xong ở đây rồi các bạn sẽ kéo nhau sang đất của tông với Nelson để làm nhé mọi người. Đó. Bây giờ là các bạn ấy sẽ một người bỏ phân, hai người sẽ vun lạc vào. Maria pasa, Isai tu pasa aquí, kava aquí, na vala. Sí. Hôm nay là các bạn ấy vừa dọn vừa làm cỏ. Sinh, phút xa sinh. Ok, phút xa sinh ra đà. Tá bom. Đấy. Nhật Sơn thì đang bỏ phân. Đây là phân NPK nha mọi người nhé. Maxi thì đang ở trên này trông em, đang trông Quỳnh. Đây. Quỳnh con đây. Quỳnh con có vẻ khác Fatima rất là nhiều. Vì Quỳnh con từ khi gặp vợ chồng mình thì Quỳnh con được chiều nhiều hơn là Fatima. Cho nên là Quỳnh con rất là hay nhõng nhẽo, bắt nạt các anh chị, đòi mẹ rất là nhiều. Đây là của các bạn đi. Hoa đã ra như thế này rồi đây. Có những cái nó đã héo rồi nhé mọi người nhé. Cỏ cũng không có mấy đâu. Bởi vì là các bạn ấy cũng đã làm cỏ một vài lần rồi. Những cái cây to các bạn ấy làm hết rồi. Đấy, ta sẽ xin ta bồ. Năm nay Tông với Nelson chắc là lần đầu tiên được làm theo cách này. Nelson, sao ra cô mù? Bà sao mà về gì anh xin? Đi bói vôn ta. Mọi người trông à, Maria bạn ấy đã lên được một tí, một vài hàng rất là đẹp. Antonio fazia como igual Maria tá fazendo, é assim, assim mais bonito e mais rápido. É mesmo como estão fazendo, ou como estão fazendo.
sinh có đi xe số uma hora ra cả bà uma hora nè uma hora số anh con tra capi tạm anh tiền à tạm bên giờ giờ tôi tiền rồi mình đang bảo các bạn đi một tiếng có xong không các bạn ấy đang sợ chưa xong này một tiếng chứ mấy hai người vun gốc một người bỏ phân hôm nay thiếu mất tông nhưng mà có cả tông nữa thì chắc là mẹ tê tu đủ nhá si tu đủ kia để cùng mẹ tê là Nelson con đu mẹ tê em con tra capi tam bên tia ra capi nhá si em con tra capi tam bên tia ra mình dặn bạn đi khi đi bỏ phân thì cũng gặp cỏ thì phải lấy cỏ ra sinh sẽ tam anh tia ra cà rai tia ra những cái cây dây leo này nó leo nó trắng nó tạt hết cả ngô cả lạc gì ấy. Cây này là các bạn ấy cũng dùng để ăn đấy ăn củ đấy nhưng mà chờ được ăn củ thì rất là lâu khi đấy thì nó cỏ thứ nó bị nó tạt hết cả ngô cả lạc đi rồi năm nay tôi tính tổng diện tích của các bạn nên rất là nhiều cả Antonio với Nelson tông thì rất là nhiều Akita Fautan si Nau desa neu mas pasu ya si dặn Nelson không được để sót cái chỗ nào hết, phải bỏ hết, chỗ nào phải bỏ. Aqui não é só arrumar a terra, também capim que já está germinado, estamos a arrancar e deitar fora. Porque aqui não é lugar dele. O lugar dele é no lixo. Năm nay Maria vun gốc rất là chuẩn, làm rất là khéo. Năm ngoái bạn làm bạn còn ngượng tay, mà năm nay không còn ngượng tay nữa. Lạc đang ra hoa rất là đều rồi. Hôm nay trời rất là nắng, cực kỳ nắng luôn. Mình chỉ ngồi không mà đã vã hết mồ hôi. Các bạn làm thì mồ hôi rõ tong tong tong. Bởi vì là mấy ngày hôm vừa rồi nó mưa cũng khá là nhiều, gần như là ngày nào cũng mưa đấy mọi người. Nên là bù lại những ngày mưa hôm nay thì nó nắng. Nắng cháy da cháy thịt luôn. Maria làm có vẻ nhanh hơn Antonio ấy nhỉ. Hôm nay là các bạn ấy sẽ làm xong ở bên nhà Antonio trước nhé mọi người nhé. Để xong rồi xong tất cả ở đây thì các bạn sẽ kéo quân sang bên Tông với Nelson làm. Bởi vì bên Tông với Nelson cũng là trồng sau. Với lại là để Tông Nelson làm ở đây nữa để cho Tông Nelson biết cách làm. Chứ bây giờ mà bảo Nelson làm thì cũng chưa biết cách làm đâu. Chỉ có tiếc cái hôm nay được cái ngày vun lạc thì Tông lại đi về dạ vợ mất. Essa anu Maria fazia já tem diferente primeiro vez.
Năm nay các bạn ấy làm xong chắc là phải hướng dẫn cho các bạn ấy giữ cái giống lại. Mọi năm như năm ngoái để giống vẫn không để được. Để nó thứ nhất nó bị mọt, thứ hai nữa thì các bạn ấy cung cấp lương thực gia đình nó cũng hết mất rồi. Ok, aqui estou a meter um pouco no bolso porque alguns sítios que o mestre Anderson está a falhar, não está a ver, então na hora de eu juntar a terra, meto lá, é por isso que estou a encher o bolso. Antonio, phải cho phân vào trong túi để phòng Nelson bỏ cái chỗ nào mà Nelson bỏ thiếu, để bạn tranh thủ bạn bỏ phân luôn. Túi thần thánh, cái gì cũng đựng vào. Đây là phân NPK mà Antonio kêu bảo các chị ơi, cái phân này nó như kiểu phân giả ấy, nó cứng như đá. Lần trước là mình với Antonio đi mua cái phân NPK, nó là cái phân nó cũ rồi mọi người, nên là nó bị hơi bị rữa ra ấy. Lần này là mua phân, vì phân nó đang còn mới cho nên là nó vẫn còn cứng hơn, nên là bạn bảo cái này giống giả lắm, nhưng mà cũng có thể nó bị giả thật ấy. Ở bên này không thể nói trước được, bởi vì ở bên này đồ nó không sẵn mọi người, đồ nó không sẵn như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình còn có cả những cái công ty sản xuất phân đạm, nhưng mà ở bên này toàn nhập khẩu thôi. Nhưng nhập khẩu chủ yếu là của Trung Quốc với của Ấn Độ. Tất cả những cái đồ ở bên này đa phần là nhập khẩu ấy. Từ cái cuốc, cái xẻng cũng nhập khẩu. Đây, như cái cuốc mà các bạn đang làm đây cũng nhập khẩu này. Không biết là từ giờ đến chiều các bạn ấy làm có xong không. Diện tích chỗ này thì cũng không nhiều lắm. Chỗ này thì cũng chỉ bằng nửa chỗ bên tông với Nelson thôi. Nhưng cái chỗ nào mà ở dưới cái bóng cây cọ này đúng là nó không phát triển được mọi người. Trông nó rất là yếu. Đây, vì điển hình như ngô ở bên này như thế này. Dưới bóng cây cọ tức là kém phát triển. Nhưng mà mỗi tội là cây cọ đến cái tuổi này là các bạn vẫn phải giữ. Bởi vì là nó có cho quả đây này. Nó có cho quả để các bạn đi sử dụng làm dầu cọ này. Nên là các bạn vẫn phải giữ những cái cây cọ này. Nếu như không giữ thì các bạn đi ăn, nấu ăn các bạn phải đi mua dầu cọ. Đấy. Bản thân là các bạn những cây cọ to này các bạn không chặt ở bên này cũng là một phần. Một vài năm nữa thì nó lên được tầm, cái thân của nó lên tầm ngang được tầm này, thì các bạn lại đốn đổ cái này đi để làm rượu cọ mọi người ạ. Và những cây cọ nhỏ nhỏ khác thì các bạn lại thu hoạch quả. Bên kia ngô thì khá là tốt rồi. Đây, cái chỗ này là cái chỗ dưới bóng cây cọ, nó được ít nắng lắm.
Ok, aqui estamos sempre a juntar a terra, mas só falta esta metade daqui para ali. Acho que daqui mais uma hora terminou. A parte de cima já está, que é a parte mais grande. Ok, Nelson está sempre a meter o adubo e nós estamos sempre a juntar eu e a Maria. Ok, então por hoje é tudo. Venga pra lá, ninguém mais. Chicha mangoia! Chicha mangoia? Ha ha ha.